kho những ý tưởng giải pháp dành cho các chuyên gia xây kênh. Nào, mở điện thoại lên và làm luôn nhá. Đầu tiên các bạn hãy lên trình duyệt của mình, gõ cho mình chữ WikiHow. Bấm vào tên miền đầu tiên wikihow.vn. Đây là giao diện của ứng dụng này, rất là tiện lợi. Đây là tổng hợp của tất cả những cái content về giải pháp how to, nghĩa là làm thế nào. Và bạn có thể tìm ở đây những cái thông tin về kiến thức về rất rất nhiều những cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Và ở giữa màn hình rất dễ để chúng ta có thể sử dụng, các bạn gõ vào ô tìm kiếm. Ví dụ mình sẽ làm một kênh về làm đẹp chẳng hạn, thì mình sẽ nói về những cái kiến thức về chăm sóc da. Mình bấm vào đây tìm kiếm cái nội dung là chăm sóc da chẳng hạn đi. Rồi bấm tìm. Ok, nó đã lọc ra cho mình rất nhiều những cái nội dung giải pháp ở bên dưới như này. Ví dụ là cách chăm sóc da, rồi cách chăm sóc da mặt trước khi trang điểm này, cách chăm sóc da và tóc bằng dầu dừa này, cách chăm sóc da mặt này. Đó, bấm vào đây và các bạn xem cái giải pháp nó là gì. Và có một điều tuyệt vời ở những cái content này, đó là nó rất là chi tiết. Và bạn có thể là tách nó ra và chia nhỏ nó ra làm rất nhiều những cái video ngắn khác nhau, mà không thể là làm hết trong một video đâu. Mỗi một giải pháp nhỏ là có thể một video ngắn được rồi. Rồi ok, bạch ra. Và ví dụ mình làm một kênh về ẩm thực, về nấu ăn đi chẳng hạn đi, thì mình sẽ tìm các cái giải pháp công thức nấu ăn ở đâu. Rồi mình bấm vào đây, rồi gõ từ nấu ăn xem nào. Nấu ăn. Bấm tìm. Rất nhanh. Đó, có những cách để nấu ăn cho mèo cũng có này, cách để chuẩn bị gừng khi nấu ăn này, rồi cách để nấu yến mạch này, nấu mì tôm này, rồi nấu củ dền này, rồi cách nấu nước sốt dâu này, cách nấu mì ống này. Wow, rất nhiều chi tiết ở đây. Rồi bấm vào và việc của chúng ta là xem những cái giải pháp đấy là gì, và chúng ta sẽ học và làm theo, sau đó mình sẽ làm video và chia sẻ thôi, đúng không nào? Ok, tuyệt vời với cái nguồn của trang WikiHow này, giúp cho các chuyên gia của chúng ta hàng ngày có thể gia tăng thêm các cái kiến thức về chuyên môn. Lên trên đây chúng ta sẽ tìm những cái giải pháp mới, kiến thức mới, và để từ đó chúng ta sẽ làm giàu có thêm cái nguồn nội dung, làm giàu có thêm những cái nguồn kiến thức trên kênh của mình, giúp cho các bạn sẽ đa dạng hơn về các chủ đề các bạn nhá. Ok ok chưa? Từ giờ đừng lo là bí ý tưởng nữa, chỉ có làm đi thôi chứ còn gì nữa. Và đây là